tà dâm nó là tất nhiên nó bệnh tật gối mỏi đâu nè. Rồi mình sanh ra bệnh nhức mỏi mà mình mê đó, cứ đem lại bác sĩ ổng nói uống thuốc này là hết hết hết, thì mà nhưng mình dính lại thì nó cũng như nhau. Trừ ra tao biết đi giải thoát là tao cắt đường nó đó, rồi đầu tao mới đi thanh lọc cơ thể, tao ăn uống ngủ nghỉ cho nó vô cái chánh pháp nó mới hết bệnh đó thôi. Chứ còn nhức mỏi mà mình không đi giải thoát hoài thì nó chết mang theo luôn á, rồi tốn tiền tiền tắc tiền mắc tật mang nó. Rồi quay qua nếu mà vợ chồng còn dính vào cái đường đó là nó khổ ải vô biên, nó còn sanh ra phiền não, nó mê muội hoài đó. Bởi tại sao như ngày xưa tôi đang ngộ cái chân lý đó đó, tôi nói ủa tại sao ông Park Hang-seo này nè, ông cho mấy cầu thủ này tập bây giờ quá hay ha, mấy anh chạy bền bỉ lắm, là bắt đầu tôi nghiệm ra rồi, vậy là ông cắt cái đường này, ông cho mấy cầu thủ ta ngưng hoạt động đó hết một thời gian rất lâu thì đặng cái kinh khí nó mới đầy đủ lại, đặng mấy có cái cường tráng nó chạy không có mỏi giò, không có mệt mỏi. Chứ thật sự mà đem ra cầu thủ mà cho nó dâm dục lao rao đi rồi ra đá sao được, nó như con gà trống mình cũng vậy đó, mấy tay đá độ cũng nghiệm ra chân lý đó. Mà nhưng tôi nhìn thấy thôi, gà trống muốn khi đi đá độ là phải úp phải không, đặng cho gò cẳng mạnh đặng đá giò mới mạnh, chứ mà có ông nào đâu mà đem cho gà đập mái mà bắt đi đá độ đâu, thấy không, nó là giò cẳng yếu liền. Thì chính ta cũng nằm trong cái hệ thống đó đó, nếu ta ngưng được bớt thì ta là đi giải thoát, nó giải thoát là rốt ráo luôn. Nó mình phải hiểu được cái tà dâm là cái gì, cái con người mình nó đang đi vào cái tư thế suy kiệt, và trí tuệ mình nó lu mờ lắm, nó chỉ ra giải thoát cái đó đó, đặng mấy gì đặng thần khí ra nó mạnh mẽ lại. Nó có thể là giống như ngày xưa tôi đang hiểu gì chính tôi đó, nó trở lại lúc này tôi năm mấy tuổi thôi, mà nhưng nó cũng trở lại lúc được 17 18 tuổi ngày xưa đó, bị giọt nước nó lúc nào nó cũng tràn ly, vì ta ngưng cái đó thì tràn ly, hoặc tiền ta làm ra nhiều mà ta không xài thì tất nhiên nó phải dư. Còn cái này mình làm tiền mà mình chưa biết tiền nhiều ít mà cứ mình xài đó là xài cái phí phạm dữ lắm. Nó xài mà nhưng đến đỏ cạn kiệt, cái người mê không bao giờ thấy được cái trong đó nó còn hay hết. Bởi vì mấy cái vụ mà nó chết người là tôi đang chứng kiến ở gần nhà ông nhặt da tôi kẹt tay này, bốn mấy tuổi 45 tuổi mà tướng bự lắm, 90 mấy ký đó. Mà phát hiện nhất có mấy ngày là chết queo, bác sĩ cũng chẳng tìm ra được bệnh gì. Mà nhưng tôi thì tôi nhìn bữa đó tôi đi đám ma lại, tôi nhìn đó tôi biết mấy tay này nó y ngâm rượu. Nó ngâm rượu trong nhà gần 70 lít rượu là tôi đã biết liền rồi, ngâm rượu thứ dữ không, rượu rượu vua mà thằng chi nó kích thích con người mình đang uống rượu vô đặng cường dâm nó nổi lên đó. Thì tôi đang nói chân thật, tôi nhìn cái chỗ thật bị tôi ngày xưa tôi cũng đã có cái chỗ đó, ngày xưa mà tôi đi uống rượu là tôi đã biết rồi, nó không ai ngoại lệ hết. Nó thành thử tao biết thì tao phải ngưng nó là tao mới giải thoát được, phải thấu hiểu được cái chân lý nó. Mà nhưng cái chỗ đó là nó sanh ra cái phiền não cho con người mình dữ lắm, được mất hơn thua nó. Như mình ta còn dính vô cái chỗ đó là ghen tuông ta, nó đi vào cái đường bế tắc, chồng cũng ghen mà vợ cũng ghen, thấy không, nó thành thử rành thử cái tâm trí nó lại luôn mà nó không còn đem hạnh phúc nữa đâu đó. Rồi dưới phần nếu mà dính vào cái chỗ đó đó là chúng ta sẽ đau khổ về sự chết chóc, nó bị gì lý ngay á, vợ mắc cái ta tức tối bị không còn để trụ vào đó đó. Rồi nếu ta giải thoát thì vợ ta mắc thì cũng coi như huynh đệ bình thường, như coi bình đẳng như nhau hết rồi, thấy không, vợ mình mắc thì cũng coi như cái bà A bà kia đằng xóm mắc vậy thôi. Và chồng mình cũng vậy, nếu ta giải thoát cái đường đó là anh đi đến cái chỗ là bản ngã đó, dẹp bản ngã tất cả rồi đó, là coi huynh đệ với nhau, coi mọi người bằng với nhau luôn hết á, tâm mình không còn trụ vào cái ông này là để làm thân nhân hay gì đó, đó là cái dẹp đi bản ngã nữa đó. Nó bắt đầu nếu phân luồng tới đi dẹp bản ngã là cũng do thằng đó nữa đó, thay vì ta còn chủ đó là ta không bao giờ dẹp bản ngã được, ta thoát nó ra hết là ta phải nhìn thấy được bản ngã, ta không còn làm cha làm chồng làm con cái hết, ta coi mọi người bình đẳng như nhau. Nó ta đem giáo pháp đến để cho khuyên mọi người gắng đi tìm đường giải thoát. Mà nhưng cái thằng này á, gốc là gốc của thầy tổ ta để lại thôi, tại ta tu mấy lâu nay mà mê ta không thấy. Phật Thích Ca cũng ngay cái chỗ đó, thầy ta cũng ngay chỗ đó, Lục Tổ cũng ngay cái chỗ đó, mấy ông giải thoát cái đó đó là cái gốc, đạo Phật là cái gốc đó đó, chứ không có cái gì hết. Ta ở đây không nói đúng nói sai, mà nhưng nó là nói về cái chân lý để con người nó đạt đến cái quả vị cao. Rồi mấy người ta ở đây cũng không nói huynh đệ, rồi muốn tu quốc dương có vợ có chồng thì cũng vẫn được, cũng không sao, nó cũng đã đi vào cái pháp chân lý không à. Ở đây ta cũng không nói là
phiên đúng mấy ông làm như vậy, tự ai đốt đuốc mà đi giác ngộ là đi thôi. Cái nghe đành chánh pháp thoát tà dâm đó đó. À, thưa huynh, cho hỏi thêm huynh, như đức thầy nói là tâm trần tục còn phân nhân ngã thì làm sao thoát khỏi luân hồi là nhân với ngã là nhớ như thế nào? Thì nhân, nhân là mình đối với mình với nhau, mà mình tâm của mình nó còn bên trọng bên khinh bên đố kỵ đó. Ví dụ ta còn thấy ông kia hơi chất, ví dụ ngon lành hơi giàu giàu, cái ta nói chuyện hạ bệ của ta, chính bản ngã ta lại nâng ông kia lên. Còn thấy ông kia mà hơi thấp kém thì ta chơi bai ông kia lại. Đó, nếu biết dẹp được cái tâm đó, lấy tâm của nhà Phật mới đi lại con đường trung đạo bình đẳng với nhau. Ta cũng không cho ông cao thấp, mà ta không tán thán, mà ta cũng không chê bai ông. Coi ông với ta là bằng nhau đó. Cái nhân ngã này nó bằng nhau là không có xảy ra cái chuyện gì hết. Đó, cũng chẳng trụ vào lớn vào nhỏ nữa, bởi vì ông nói về tâm là không có trụ lớn nhỏ đó. Nếu tâm của ta với tâm của mấy ngài cũng như nhau thôi, nó đâu có lớn nhỏ, đâu có hình tướng. Không, nó không có màu, không có sắc, không có dài mà không có vắng. Rồi còn cái tâm phàm ông Phật thấy là chúng ta còn bị đi phân nhân ngã đúng sai, Phật nói pháp nào có đúng có sai, tại mình cho đúng sai đó, tốt xấu cũng vậy. Mỗi khi tâm chúng sanh mình dính vào cái chỗ nào là ông Phật ông nhìn ông biết liền, vì ông chưa có giải thoát được thì ông đã trụ pháp đó, ông giải thoát đó pháp rồi ông đâu có dùng nữa đâu chi. Nhà Phật mới nói là giải thoát rồi pháp bắt khả dụng là ngay chỗ đó đó. Tại sao chúng ta còn bị dùng pháp đó lại? Thì chúng ta còn. Chứ còn không có dùng làm gì nữa. Ví dụ tôi không nhậu thì tôi nghĩ rồi, tôi đâu có nói tới vụ nhậu nhẹt gì ngon dở nữa đây, phải không? Nó không dùng pháp đó nữa. Rồi quýnh bài cũng vậy, tôi cũng đâu có nói vậy quýnh bài. Rồi ăn ngon ăn bọng tôi cũng hết rồi, tôi đâu có nói về ăn khen ngon dở đâu, đó là trong thân tâm của tôi. Rồi mấy quý vị tôi đã thấy lại thì mấy quý vị còn ăn bị ngon dở. Thấy không? Rồi ăn ngán ngẩm, rồi pháp cái vị hành nữa đó thấy hết trơn. Nó không có vô cái chỗ pháp mà của Như Lai được. Như Lai là pháp Như Lai là lấy này rõ ràng biết á, ta kêu từ Như Lai. Mình tưởng đâu từ Như Lai là phải có phép mà quyền, chữ Như Lai là tất nhiên thấy hiện tại thì biết luôn á. Pháp là tất nhiên do cái chỗ mình nghĩ cái pháp nó thông suốt là mình hiểu là mình hành rất mau. Như chữ Phật mấy ông nhiều khi tưởng đó ông Phật là ai, ông Phật cũng chính mình. Phật tâm Phật tánh của mình, rồi ông Phật Thích Ca cũng Phật tâm Phật tánh của ổng thôi, chứ có làm gì đâu mà người ta đâu có đá động gì tới ai đâu. Thầy cũng của thầy, lục tổ uy năng mỗi người á, nó có một cái quyền năng khác nhau đó là cái chỗ đó. Chứ không bắt buộc ai giống ai, rồi mình cứ nhiều khi tu mấy lâu nay cái ta phải giống thầy được. Ủa sao giống nói? Mình nhờ cái giáo lý là cái phương tiện để ta mượn ra để ra tới trực chỉ nhân tâm của mình luôn đó. Tự mình hiểu mình biết. Chứ ông Phật nó bên ngoài của ổng kể ổng chứ ông làm gì biết được Phật mình. Chính mình biết Phật mình á. Ngay giờ khắc ta nằm ta ngủ hay gì đó rồi là vọng tưởng nó tri lên, nó khởi lên, nó chìm xuống thì ta phải theo dõi nó biết. Nó nói về cái chỗ là như sáu căn ta phải làm chủ nó, như cái mục đồng chân châu đó tôi cũng nực đó, tôi cũng nghe cái mục đồng chân châu treo cái liễn của mấy nhà sư đó thôi. Mà tôi nói ổ mục đồng chân châu là tất nhiên phải kìm cho cái chủ nhân ông. Để chăn con trâu, để chăn cái thân của mình nè. Nó đi vào con đường nào mình nhìn mình thấy. Để mình giật vào nó ra thì ông luận thuần được nó. Thì một ngày đó thì ông thả rong nó đâu có sợ nhiễm nữa. Nó như tôi bây giờ tôi vào mấy người uống rượu tôi cũng ngồi nói chuyện bình thường. Tôi đâu có cần mặc đồ mặc bọng gì đâu. Tôi không có kỹ cảm nữa. Rồi có lúc mặc dài tay cũng được, cục tay cũng được. Có lúc cạo đầu cũng được. Rồi tôi hớt tá lạ chứ. Chỉ như nói mình nói tu cách tự do. Mà cho thân tâm ta nó an lạc. Chứ còn không mình tu mà tu theo cách quý vị á, theo nhau đó nha, mình đi thường thường bị dính vào cái đám đông, tôi thấy dính vào đám đông mình tu theo chứ mình không có làm được chủ mình. Còn cái pháp đó mình đâu có tri được nó đạt cái chân lý nào đâu. Mỗi khi pháp nó ra thì ta phải tri đuổi cho nó tận cùng. Nó làm nó như tôi cũng đã hiểu hết chứ cúng lại tôi cũng vẫn biết. Ừ, ví dụ giờ tôi vẫn cúng cũng được mà không cúng cũng được, tôi đang tính tôi nè. Dù tôi cúng được, tôi nói ủa vậy thì sao ta mua nhang, mua vọng tốn kém rồi hụt quẹt tùm lum nữa. Còn tâm nó an hay không? Tôi nói cái đó ngày xưa tôi cũng có rồi. Mà tôi thấy tâm nó không an, bây giờ tôi bỏ hết luôn thì tôi cũng bình thường. Tôi đi đứng tiêu diêu tự tại, tôi đâu còn đỡ tốn tiền nhang nữa. Đó, từ tôi đang nói cái pháp chính mắt ta thấy thôi. Ta nói hiện tại, nó nhiều khi ngày xưa tôi cũng giống như quý vị thôi. Cũng làm bông làm hoa cho nó bự, rồi tôi nói ủa sao vậy, rồi nó tốn tiền không?
Đó, bây giờ ta hạn chế lại làm nhỏ nhỏ được không? Nó đỡ tốn tiền mà nó không có bài bố cái trí tuệ ta, nó không có phiền não. Một khi ta làm bông bự là cái phiền não nó chính cái ta thôi nha, mấy ông thì ta chẳng biết là nó phiền não lắm. Nó phải làm cho nó bự ra rồi đẹp bỗng người ta khen người ta chê cái cũng tức nữa ha, bỏ tiền ra nhiều mà nghe người ta chê phải không? À đó, dính vô phiền não liền. Bây giờ tâm ta khởi sao ta biết được rồi, khởi đơn giản nhỏ lẹ hoặc không không cúng bông cũng chẳng có sao. Nhiều khi thầy đang nói đó gì là dụng dụng và lòng chứ không dụng vặt đó thì mình phải hiểu. Nhiều khi bây giờ đồng đạo mình nó đang chạy theo hình tướng không, tốn tiền tốn của dữ lắm, ráng đem lại cái chỗ tâm thanh tịnh hàng ngày là tâm cũng Phật. Nhưng ráng nghĩ về cái hiện tại này nè, cứ hiện tại hoài là ta mới đến đã đường giải thoát lẹ. Tâm mình đang truy đuổi về quá khứ là sẽ đau khổ liền. Mà đó, quá khứ thì đã đi qua, nó đâu có còn cái gì đâu, ngày hôm qua là nó mất mẹ rồi. Đó. Còn ngày nay là biết ngày nay thôi, ngày mai chưa tới. Nó là đang nói cái đó pháp đó. Rồi nhà Phật thì ta nói ta biết được ngày mai là ta biết những gì của ta hành pháp. Ngày mai mấy giờ ta đi cầu, ngày mai mấy giờ ta ăn. Ngày mai mấy giờ ăn là ta đang biết trước đó. Còn nhiều khi chúng sanh mình á, hoặc là đồng đạo mình nó mê cái chỗ nó ừ bà kia bả mắc được bao nhiêu ngày bả biết giờ giấc. Bà đó không lẽ hơn ông Phật nữa. Phật đánh đổi là hằng ngày ông đang biết giờ khắc của ông đang sống nữa mà. Còn hỏi cái vị đó coi có biết được chưa? Nếu mà lại mà đang ngộ nhận chân lý cái người đó đó. Bởi vì mấy ông gắng tìm được cái mặt hạnh và cái lập hạnh của chúng sanh. Ai cũng có hết, ông Phật cũng có mà chúng sanh cũng có. Cái lập hạnh và mặt hạnh nó khác nhau nữa đó. Cái mặt hạnh là cái cốt lõi cái sự thật. Còn cái lập hạnh này nè là nó đang đi về hai chiều. Một là cái tâm nó khởi mà nhưng hình tướng bên ngoài nó làm khác. Ngoài hình tướng coi ngon lành lắm nha mà trong tâm nó nghĩ khác. Đó, là cái mặt hạnh á. Lập hạnh là nó đi hai chiều, còn mặt hạnh là nó như một màu mà. Nó chỉ trong ra ngoài ra nó cũng như nhau. Có cái chữ từ từ lập hạnh này là nó đi là vào cái chỗ tâm nó nghĩ khác, tướng làm khác. Nó là từ lập hạnh mặt hạnh tôi mới nghiên cứu cái gì đó. Lập là cái gì? Là thiết lập của tâm. Nó đang tinh toan tính ngon lành lắm rồi bắt đầu đem cho cái hình tướng cho nó khác lại. À, thưa huynh, như là cái như Đức Thầy có nói thêm cái đoạn này nè huynh. Đức Thầy nói là lời văn thô ý kiến chẳng cao, nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, nó như thế nào? Lời sao đâu đâu nói lại tôi cũng nói chung là Lời không. văn thô ý Ừ. kiến chẳng cao, Đúng câu rồi. đó câu phụ đi, Ừ. nội quan cảnh tâm vô kỳ vật. Đúng Rồi rồi. vừa Thì nói nó đúng rồi đó. cái lời văn thô đó thì tất nhiên là mình là chỉ nói thô. Đó. Nó thô lỗ phải không, rồi thêm cái gì đó đâu nãy nói lời văn thô sao. Nội quan cảnh tâm vô kỳ vật. Ừ, nội quan cảnh là tất nhiên cảnh bên ngoài mà tâm vô kỳ vật phải không, nó vô kỳ là nó không có vật nào để chứa đựng nó hết trơn á, cứ thấy là thấy đó. Giải thích cũng giống như mấy ông vị sư hoặc là nhìn thấy bây giờ ông thấy ông đó thì ông thấy ông đó thôi, không có truy đuổi ông. Thì cái này tôi đang nói như cái pháp tôi đang ngộ như chân lý tôi nói mấy quý vị cũng giống tôi thôi à. Tai ta nghe từ sáng tới chiều, tại sao có người thì bị phiền não mà có người không? Vậy thôi, hiểu rõ không? Mắt cũng vậy, mắt ta thấy vạn cảnh từ sáng tới chiều, ông nào cũng như nhau mà tại sao cũng có ông bị phiền não ông không phiền não. Nó ráng hiểu cái chân lý đó đi, nó cũng gió đó. Tại sao cũng có người nghe từ sáng tới chiều mà tâm ta an lành, có ông kia ông nghe chút xíu là ông phiền não liền. Phải hiểu pháp ở chỗ đó. Ở quan cảnh tâm vô kỳ vật, đường đạo đức bước đi từ đất, ngoại quan hành bất chấp kỳ hình. Ừ, thì đó đó, ngoài thấy hình bóng ta cũng chẳng chấp, không chấp bóng gì đâu, thì thấy ông là ông vậy rồi đó, thoáng qua chứ không có khởi tim một cái tâm gì mà để nói ông đó ông cao ông thấp đó. Nếu mà chúng ta còn đi cái tâm vô trụ chấp phân biệt tướng á, ha, nói về hình hữu tướng á, ông này bự ông kia nhỏ, nói về tướng là nó đã chấp liền rồi. Rồi ông này mập ông này ốm đúng không, rồi tâm của ông Phật là ổng đang thấy người đó là người đó thôi, ổng không có tác động ông đó ốm ông đó mập gì hết, chỉ thấy là thấy thôi, chẳng mấy tâm mới an.
Rồi bởi vì nhiều khi nhà Phật hỏi còn cái câu để cho ta tu cái dạng như Bồ Tát hay gì đó, làm thiện mà nghĩ thiện thì coi chừng hồi nó tâm nó khởi lên là nghĩ ác. Rồi thành thử nếu ông biết làm, ông nói thôi ta làm ta không nghĩ thiện không nghĩ ác, là nó đi vào cái tâm bình đẳng lại đó, tâm như không à, không còn nghĩ ngợi, cũng vẫn biết làm thiện mà ta không có nghĩ, không có tri đó, ta không có tri. Dù khi tri nó tờ ta làm thiện hồi nhớ nhớ làm thiện coi chừng này nó lợi dụng ta hoài, bắt làm hoài giúp nó đó. Đó, mà nhưng ông nếu mà ông giúp là ông chấp nhận giúp mày, ta cũng chẳng nghĩ ngợi, không có nghĩ vô cái đường phước đức được cái gì hết, khởi tâm giúp là giúp, không giúp là thôi. Còn mình lúc đầu á, tôi cũng vẫn bị cái tâm giúp mà nó đằng suy nghĩ đó, sau này mình biết. Ví dụ cái gì hai gia đình này nó ngang nhà trọ đi, tôi cho đợt đó mượn 800.000 đó, mượn hai lần mà 800, nó mình nó cho mượn thì mình cũng nói rõ ràng. Thì tôi thấy quý vị khổ đó, không có tiền đổ xăng, tôi cho mượn 800 mấy này nghe rồi, chừng nào có làm ăn được đó, thì dư trả lại đi cho tôi, thì tôi cũng vẫn đi làm phước người khác lại, tôi cho người khác mượn lại. Vậy chứ ít tháng sau cái gia đình nó quýnh bại trúng số thì cũng mười mấy triệu mà không có trả lại 800, mà tâm tôi nó còn bị sao động đó. Rồi tôi đi vào thiền định rồi tôi mới nhìn nhận lại, thôi bây giờ ta không có còn cần cái nữa, kêu cái người họ đó lại, nói thôi bây giờ tôi biết rồi, giờ tôi cho luôn, đặng tâm tôi nó dứt khoát, rồi cô cũng dứt khoát luôn, cô khỏi lo trả lại cho tôi, đặng hai bên nó vui vẻ ha. Mà tôi mong cô á, một ngày nào đó cô làm ăn khá, cô khởi lòng cô đi lấy tiền cô giúp lại là được, đặng cô không có bị cái nắc nợ này. Thì mình đang nói vậy đặng đặng cho tâm mình nó an luôn, chứ còn không mà để dây dưa trong người ta đợi người ta trả, người ta không trả là cái tâm mình nó còn dính. Nó phải nhìn thấu được cái chỗ chánh kiến cho nó nữa đó. Nó như bây giờ nói vụ cái chánh kiến đi, chánh kiến như ngày xưa tôi đâu có biết chánh kiến là gì, nhưng bữa đó nó khởi lên chánh kiến là tôi biết nè. Bị gì cái người anh này nè, đi về làm bực bội trong mình, có thấy cái cô này sạc điện thoại chơi điện thoại mà chữ thề đủ má đủ mẹ, mà trong khi có bà mẹ ở đó nữa, là mình nhìn thấy là cái cô này đang đau khổ liền đó. Bắt đầu tôi mới ăn cơm xong cái tôi kêu thỉnh thoảng qua ba người tôi góp ý, tôi nói thôi tôi sớm giờ tôi cũng nghe cái pháp đó rồi, bây giờ để tôi góp ý lại nghe chú là anh mà chú bị phiền não hay giận hờn nhưng biết mình, chú mới mốt chuyển lời nói chuyện im dịu với cô này đi ha. Nói thôi gì em nhà cẩn thận đừng có chơi điện thoại game gì, vừa chơi dễ nó nổ bể, tìm cách ôn hòa để nói chuyện cho hai anh em nó có cái hạnh phúc, chứ còn không hẳn giờ tôi thấy chú tàn về chú bực bội chú chữ thề, cái cô này có cổ đau khổ còn hơn đi xuống địa ngục nữa, tới đỡ cổ khóc luôn nữa thấy không. Nó mà tại sao mà người mẹ này tôi hỏi sao chị ở đây mà chị không thấy, chị không la rầy trơn gì vậy đó, chị cũng phải khuyên nữa thôi, thì mình cũng kiếm mày cũng kiếm lời ngon ngọt mày nói, tại sao mày chữ thề tao ngồi đây nữa nè. Nó nếu có chánh kiến thì nói bên tà nó phải sợ, tà lúc nào nghĩ nó cũng phải sợ chánh hết trơn á, chánh kiến và tà kiến đó, cái từ chánh kiến tà kiến là cái ngôn ngữ của mình đi ra đó. Một khi cái lời nói tà là nó đau khổ cho chúng sanh, một lời nói chánh là tất nhiên nó đem lại hạnh phúc, nó an lạc. Chứ thật sự tôi đang nhìn thấy là cái cô này mỗi lần về là ông anh ông chửi ông đồ đánh đập và cổ muốn chết rồi mà nói không được, mà do cái người này không biết tu tập nè. Chứ thật sự người này biết tu tập nói là cái pháp chánh thôi. Thí dụ em có sai trái anh gắn lời nói nhu hòa với em đi, ông kia ông sợ không, ngặt không có biết làm sao nói lại. Bởi vì trong cái chánh kiến tà kiến là do cái ngôn ngữ của mình, do người thấu hiểu cao siêu để nói với nhau thôi chứ không có gì hết. Nó là do cái chỗ rồi ta mới biết tu hành, là do cái đó là nhìn thấy là gì, cái lòng từ bi bác ái mình trong lòng nó có ra nó sanh khởi được. Vậy là mình tu mình phải quyển chuyển ha, quyển chuyển pháp đó, mà nhưng mà nó phải có cái trí tệ. Trí tệ này cũng do cái hành ra, hành ra là tại vì ta cũng vẫn đi làm từ thiện giúp đỡ người vô lượng vô biên mới có, chứ còn không cứ ta nói ta đi giúp đỡ mà chưa có cầm được ba lần bốn lần cái vật gì của chính bản thân mình làm ra mà cho người ta để nói pháp nữa. Ông phải cho rồi ông phải nói pháp đồ luôn mới có ra. Như tôi giờ cái hạnh tôi lên trển cũng mấy người ta ăn, ta thấy tôi cái ta cho rau củ quả hơi củ củ đó, tôi cũng đem về nhà trọ, tôi cũng kêu mấy anh em mà cứ ra cái rồi mình đi, người ta cũng cho tôi có lòng đó. Bây giờ anh em cứ lựa ra cái nào ăn được thì mình ăn, ăn không được thì mình bỏ cũng có sao đâu ha, mình ăn tiếp giùm tôi đi. Thì họ cũng chạy họ lựa lớp nào dưa leo củ rồi su củ rồi đó, rồi đậu bắp củ rồi đó, thì mấy cái thứ cái củ quả rau củ quả nè,
thì họ cũng ăn ba bữa bốn bữa năm bữa gì ta cũng kêu tôi, người ta cho bọc bọc vậy đó, về mình cũng đưa nhà trọ cho người ta ăn vậy thôi. Thì cái hạnh của tôi, nếu mà thật sự con người mình tu tới đắc đạo giải thoát nó cũng chẳng đâu có cái gì đâu quyền bí. Chính mình ráng nhìn lại mình, nhìn lại trực chỉ nhân tâm chính mình không á, quay về trong mới được. Chứ còn không mà đi ra nhìn ngoài rồi là không bao giờ đạt đâu. Cái gì ông hoặc nói cái gì nghe rồi thân mình mới tự trị của mình á, chứ không có ai đi trị mình được hết á. Thì đó chính mình trị mình và chính mình độ mình luôn, chứ không có ông A ông B nào Phật nào cũng chẳng độ mình đâu. Mà mình mê lầm hồi đó giờ ta làm lỗi, ta tính cầu khẩn gian sinh cho tôi trúng số trúng bọng thì chắc không miễn đâu, không có đâu. Phải ngộ ra chân lý nữa, nhiều khi ta trúng số là coi do công đức của ta nó ban để cho ta đến đó, đặng ta biết ta quay đầu á, mấy người mà trúng số không có biết là sẽ tiêu hết trơn à. Đó là đang thử thách. Nó như đợt rồi tôi có ông huynh đệ, ông huynh này nè, ông lên ông ở tôi có 12 ngày đó. Mà nhưng đó là cho ông cảnh giới, ông sám hối, mà ông sám hối thì trong vòng tháng sau ông chết ngắt. Tôi kêu chết, con tháng mấy là chết à. Tôi nói bây giờ còn tôi thang thấy ông rồi đó, tôi với ông có căn duyên. Tôi nhìn thấy căn duyên đó, tôi nói thẳng luôn mà y không dòng đó, nó kiểu quá mê thì gắng chịu, cho ta cũng đâu có quán trách gì, ta chỉ đường đi nước bước. Là y về tôi về quê cái y dạo chạy mượn tiền tôi mua đồ nhậu, cái mà tôi rất đó tôi cũng mê tôi cũng chưa biết, thì đưa 150.000 y mua cá bọng y về nhậu. Chắc đó tôi cũng còn bị mê trong đó, chứ phải tôi thức tỉnh tôi không cho luôn cũng nhắn được. Dĩ đầu và mua xong rồi quay qua năm ba bữa sau cánh đồi lên đây anh làm, rồi lên Bình Dương làm nghe, mà lúc đó ông cũng bệnh rồi. Lên làm thì tôi nói ông lên làm đi, tôi trả cho ông ngày 300, mà điều ông ăn chay niệm Phật cho tôi thôi, tôi bao cơm nước hết, ông ăn chay niệm Phật. Lúc đầu thì mình đang nói vậy, mà lên tới thì y cũng vẫn còn nhậu mà ít lại thôi, chứ hút thuốc ít, mà cắn vẫn còn ăn mặn. Nó thì làm trong vòng có một tuần thôi là y có làm con mẹ đâu, cứ lên là tôi bắt giảng nghe, ngồi không uống cà phê rồi đã lắm. Rồi y hưởng tiện ngày 300, y dịa khen, nói, tao lúc này ngon rồi. Tôi nói trời ơi, ông chưa có thấy nghe cái tiền này đâu phải tiền tôi đâu. Không, tôi cũng đang lãnh kia, ông làm hoặc ai làm nó cũng đưa qua lợi trang trải nhau mà xong. Quay qua bắt đầu ông gì ông hưởng ba cái tiền đó, tôi nói coi chừng cái đó là tiền công đức của ông xài hết là ông tiêu đó, chứ không có phải đâu nha. Ông làm mà được hưởng hả? Không có đâu, quy luật không có. Đó. Không làm mà ông hưởng thì ông lấy cái tiền hưởng đó đó, ông phải đi về làm phước, làm dân, ông nghỉ nhậu nhẹt cờ bạc ra hết thì ông phải mua cháo ông ăn. Rồi ông về ông mua thuốc nam, nó hút thuốc nam gì đó thì ông uống may ra mới còn kịp. Chứ còn không thì mau lắm. Thì tháng sau là ông về ông chết ngắt luôn, chứ đâu có sống nổi. Nói. Thưa Quỳnh ơi, như là như vậy nè. Là lục tổ có nói là nào về tâm ta vốn thanh tịnh, nào về tâm ta có đầy đủ muôn pháp, nào về tâm ta vắng lặng thanh tịnh. Thì nó cũng như bắt đầu muốn thanh tịnh là nó thanh tịnh. Nào về thì nó muốn thanh tịnh là nó thanh tịnh. Mà nó muốn khởi là nó khởi, mà đòi hỏi là cái chỗ. Mà do cái quan trọng chính ta là cái người làm chủ á. Bởi vì nhà thầy nói là chủ nhân ông. Cái tâm ta giấc này nó muốn nói. Một chút xíu nó muốn ngưng. Mà nó muốn khởi sanh diệt thì nó khởi. Mà đòi hỏi cái người để làm chủ được nó hay không đó. Chứ bây giờ thí dụ như nguyên huynh đệ cũng đã cũng nhiều khi nó đang suy nghĩ này chút xíu nó phật cái kia, đâu có ai biết được đâu, nào về nó phật, mà đòi hỏi nó phật ra rồi tao mới nhận nó lại được, chứ lúc mà nó phật ra cũng chẳng có biết, mà đòi hỏi cái sớm với trễ mà thôi đó. Nó tính một sắc na vậy, thấy không, nó khởi lên là tao biết liền thì tao dừng nó lẻ. Nó thì cũng như ông nói sáu căn sáu trần tao canh đó, thí dụ ăn trộm nó vô thì tao biết vài lần giết ăn trộm nó cũng sợ là nó không còn phật cái đó lên nữa. Những ăn trộm mà nó cứ thập thò ba bốn lần ta bắt ta canh nó hoài, viết là cái thằng ăn trộm đó nó không có phật nữa. Nó vậy là thưa huynh, như là cái thầy có nói thêm cái như thế này nè, là ta không quên ta là đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca, nhưng mà Đức Phật Thích Ca là ông Đức Thầy là một vị nào ở trong hàng đệ tử của ngài? Cái đó tôi không có biết, cái đó chuyện của Đức Thầy, của Đức Thầy với ổng, ông Thầy biết chứ ta làm gì biết cái chuyện đó, đúng không? Chính mình là biết mình đó. Nhưng mà đang hỏi đó là cũng như cái quyền bí của họ, không ai đâu mà biết được nhau, có chính ta biết ta là được, ta làm cái gì ta biết ta là được rồi.
Thưa sư huynh ơi, như là huynh sống hàng ngày hàng biết như vậy đó, khi nào mà huynh ngủ huynh không biết không? Cái ngủ á, thì một lần ngủ mê là không biết, mà bây giờ tôi là ngủ là nó cũng vẫn biết như thường đó. Ngủ có nghe nói là thức thức dậy bình thường. Trong đang Ừ. ngủ vậy đó, Hả? nhưng mà ngủ nhưng mà nhận được cái ngủ đó không? Không, không nhận được cái ngủ luôn đó. Thì tao giờ biết vô nằm ngủ là cái tâm ta thanh tịnh thanh tịnh thôi, chứ thật sự nó không có mê. Ngày xưa thì ngủ cái một là chẳng biết cái gì hết. Bây giờ tôi cũng không có quan trọng cái chỗ ngủ nghe gì nữa hết á, cứ là sáu mấy giờ tôi vô tôi nằm vậy rồi đó, rồi muốn thức giờ nào cũng thức thức, rồi sao sao kệ, tới năm bốn mấy là tôi đi tập thể dục rồi tôi đi cầu vậy, nó làm hoài mấy năm nay vậy thôi, tôi giữ cái đó hoài chứ tôi đâu có biết cái gì nữa đây đó. Cứ nó không có mê như cái lúc mà mình đang nhìn lại cái thời gian trước. Thời gian trước thí dụ vô ngủ cái là mình không biết cái gì hết, đúng không? Bây giờ tôi ngủ mà ở ngoài người ta nói gì xì xào xào tôi cũng vẫn nghe đó, mà nhưng mình nó không có mất cái sức chứ theo mà. Nhưng mình ngủ cái ngày xưa là như vậy là sẽ mất sức, là sáng ra cái tinh thần mình nó quể quải đồ đó ha, rồi bây giờ ta chẳng màng. Ồ, chứ ta cứ nằm ta nhắm mắt là được, mình cứ nhắm mắt là được, tới giờ tới giấc người ta đi à. Ví dụ rồi cứ vô năm mấy sáu giờ thì tôi cũng vô mùng tôi cũng nằm vậy đó, tôi muốn nghe kinh nghe giảng hay là tôi tịnh tâm nó lại thì tới đầu thì tôi nằm, nó muốn ngủ ngủ thức thức kệ nó. Nó rồi nhưng nó đến chu kỳ bốn mấy là mình phải thức, bật ngồi dậy tập thể dục thể thao rồi đi cầu, người ta giữ cái đó hoài, nó hàng ngày hoài luôn, nó đâu có lệch. Bởi vì tại sao mà tôi đang nói cái pháp ăn của tôi thôi, tôi luyện đó. Đó là ngày xưa tôi ăn cơm, bây giờ tôi luyện được 2 năm mấy nay tự động tôi ăn hủ tiếu với rau củ, tôi dùng cái một gọn sơ, rồi tôi đói thì tôi ăn, tôi nấu tôi ăn, rồi tôi giặt giũ thì tôi cũng đi giặt giũ, tôi tự động tôi sống bản thân tôi thôi đó, tôi không có làm phiền ai hết. Mà nhưng mình phải nguyện nha, thà mình làm cho người khác được chứ đừng có để cho người khác mà vì mình đó. Tôi ăn uống tôi nấu được, rồi anh em nhờ tôi hoặc là tôi thấy anh em vậy tôi kêu tôi nấu cho anh em ăn được, đó là mình giặt giũ của mình luôn, đó là mình kêu rằng sống để làm chủ bản thân. Rồi bây giờ tôi đi cũng đâu có ai là cản nữa đâu, tôi đi tôi vô tự tại mà. Đó, tôi muốn ở nơi này tôi tâm tôi khởi thôi thì là tôi đi được rồi, tâm tôi khởi. Thí dụ như bữa nay mới đi xuống Cần Thơ thì cũng vẫn đi Cần Thơ ở 5 7 ngày tìm thân nhân nhóc ở trên á. Nó như bữa hổm tôi cũng đi ra Định Quán cũng được, rồi đi đâu tôi đi, lúc này tôi đang đi không mà đi mà như không đi nó cũng vậy đó. Bởi vì nếu mà một người, tôi nói nếu mà ai người đặt nào đắc đạo là hiểu liền, cảnh giới nào người ta cũng vẫn đi đến được hết, nó giàu rượu cũng được, ta cũng chẳng chịu bài, ta cũng lại ta đứng ta coi luôn cũng bình thường, thấy không? Nó mà ta không nhiễm là được. Dạ, kính thưa sư huynh, thì như Dạ. thế nào gọi là minh tâm kiến tánh nè sư huynh? Minh tâm là cái tâm mình nó đã sáng, nhìn thấy biết nó đó, nhìn rõ lại trong lòng nó rồi biết sáng sủa rồi, các pháp mà nó đi gì tà chánh là đều biết đó, là minh tâm rồi đó. Rồi kiến tánh nó có là cái tâm tánh thì nó cũng như nhau, tâm tánh tại thì tại là nói cho nó hiểu là minh tâm rồi kiến tánh. Nhà Phật nếu ông nói gộp gao tâm tánh nó cũng là một thôi, mà tại nói cho nó dằn điệu, dằn điệu tâm tánh vậy thôi, chứ thật tâm cũng nó mà tánh cũng nó. Rồi nhiều khi bên tôi cũng nghe mấy vị sư kia giảng thì mình thấy thì nó cũng chẳng đúng nhân sai thì á, mấy ông nói nhiều khi tâm là tim cũng được, phải không? Đó, tâm là trái tim. Vậy ông nói nếu mà trái tim ta không hoạt động thì tâm của ta sẽ chết. Thì nó ngưng chết rồi, đâu còn tâm nữa đâu. Nó cứ nó hoạt động nó bóp nhảy thì tâm ta nó mới theo đó đó. Tâm không có chết nghe, ông nói tâm chết là Thì được. cái ta nó trái tim chết á, trái tim chết thì tâm nó đã đâu còn hoạt động. Hiểu cái từ đó không? Thì ta cũng chẳng nói đúng hay sai mà, nhưng thì huynh đệ hiểu sao ta cũng không có miễn bàn, mà là tất nhiên mấy cái vị này nói mà ta cũng hiểu cái chân lý đó đó. Ông nói lúc này tim ta đập thì tâm ta sẽ hoạt động. Còn nhiều khi mấy ông hỏi lại tâm có gì đâu để hoạt động thì ta đang nói gì đó, ông nào hiểu hiểu thôi chứ ta chẳng màng. Bởi vì tim của mình là bóp máu thì các hệ tuần hoàn trí não thì nó đã thông, thì tâm ta đang nói chuyện cũng tâm nó cũng được, thì ta tim nó hoạt động để ta nói chuyện chứ ngừng hoạt động ai nói chuyện đây. Đó, phải hiểu hiểu ra rõ cái chân lý À, thôi. như lục tổ nói câu là tâm thông thiết cũng thông như mặt nhật trên không, là tâm thông thiết cũng thông là sao? Thì tâm thông thiết thông sớm giờ tôi đang nói vậy tôi có nằm trong sách sử gì đâu ạ? À? Thì tôi đang nói sớm giờ đó tôi cũng đâu có dựa vào cái cuốn sách nào đâu, rồi tôi đâu có dựa cái gì đâu, thì tôi cũng đang nói thao thao bất tuyệt thôi, tôi cũng chẳng trụ nó đúng chẳng sai, nó thông suốt là tất nhiên mình không có bị vướng.
không? Thì sớm giờ tôi đang nói cái chỗ đó đó. Nó sớm giờ là cũng mắt thấy mà không bị đóng bụi, mà tai nghe không đóng bụi nguyên một ngày đó. Rồi tâm thông, mắt cũng thông rồi đó. Còn ông không thông là ông đang bị vướng. Vậy thôi. Hiểu không? Thông suốt là không có vướng ngại gì hết cho cái tâm. Đi thông suốt hết. Pháp là tất nhiên là pháp nó đi đi đi, đi như nguồn nguồn nước vậy. Chảy ra biển luôn là rồi đó, mênh mông. Mình bị kẹn ngạn pháp là không thông pháp. À, thưa huynh, giống như là tính nói nữa thì nói đi. Không không, mình nên nói đi coi đó. À, Đức Thầy nói câu là lóng tai nghe rõ tiếng đờn, không dây không phím, quán hờn cũng không. Thì là nó là sao vậy? Thì đang nói cái chỗ là ta không còn trụ cảnh gì hết, ta nhìn thấy mà ta không trụ cái gì hết. Lời nói lời bóng ta đâu còn trụ nó đâu. Thì cái chỗ đó là huynh đệ hiểu đó. Thì nó đi vào cái chỗ mà ai nhẫn nhịn đó, ai chữ mắng ta giải điếc cũng nói cũng được nữa đó, thấy không? Không trụ vào tai, không trụ vào tâm. Nếu mà ông nào trụ là gây gỗ liền. Mà nhưng nói cái cảnh giới của thầy thì còn bị cho cái người để nhẫn nhịn nặng nặng đỡ cái người kia hết rồi phiên lại đó. Cũng được, mà nhật có cái ông kia thì ông biết ông này lúc ông nóng giận không quan hỷ, ông nghe cũng như bình thường, ông nói dòng pháp vốn không thật pháp, rồi ông đón chữ ta chẳng có sao đâu, thấy không? Nếu ta hiểu được pháp vốn không thật pháp thôi à, ta chỉ ôm cái đó ta hành pháp cũng được, lỡ ông chữ tôi cũng có sao đâu. Không gì không khuyến quá hờn cũng không luôn. Ừ, đâu có gì đâu ấy, nếu ông chữ tôi biết là ông cái pháp nó không thật pháp. Rồi bắt đầu người ta hiểu tới cảnh giới cao nữa, pháp do tâm sanh nữa, phải ông sanh khởi mới chữ. Tâm ông khởi lên ông sanh ông mới chữ. Chứ còn tâm ông vẫn lặng như ta lấy gì chữ. Gán mà hiểu pháp, thông pháp vậy đó. Một khi cái người đang bị phiền não trong lòng họ đó, họ chưa tới cảnh giới thì họ bắt đầu họ nóng xăng lên họ mới nói. Tại vì quý huynh vị để mình gán hiểu cái chỗ này nha. Cái phiền não con người mấy ông nhìn không có thấy nổi đâu, nó phiền não dữ lắm đó. Cái phiền não á mới nhìn ra được nó là mới được. Bây giờ tôi chỉ đơn giản cái phiền não có trong tâm chúng sanh thôi nha. 10 người ngồi trong một cái bàn tròn. Cao hạnh luôn, cũng nói ăn chay niệm Phật luôn đó. Mà nhưng tại sao có 2-3 người nít nó chạy thôi? Mà tại sao có 2-3 ông lỗi la người ta? Đó là cái tâm phiền não rồi đó. Thấy không? Thấy rõ ràng rồi chưa? Mà nhưng họ nhìn không thấy cái tâm đó, mà nhưng ông Phật đã nhìn thấy. Tại sao 8 người kia người ta không la, mà 2 ông này đứng la? Và 2 ông này nó phiền não nặng rồi đó. Còn mấy ông kia thì nhiều khi người ta đâu có còn phiền não đâu, người ta, thấy không? Ta biết quan hỷ rồi. Cái phiền não nó vô cái lòng từ bi bác ái nữa đó. Ta ngộ ra cái từ bi bác ái, ta không có la hai người đó, mấy nít này đâu. Ta không có động. Dạ, kính thưa huynh, xin hỏi huynh thêm câu nữa. Là thầy có nói là chúng sanh mê đem pháp thiết giải thoát rồi pháp khả dùng. Thì câu này nghĩa thế nào huynh? Thì đúng rồi đó, là chúng sanh mê là ổng mới đem cái pháp của ổng ra ổng thuyết. Thấy không? Thí dụ là Đức Thầy đã giải thoát hết rồi. Cờ bạc, rượu, chè, gáy, gú gì ổng đã pháp cũng đã thoát hết rồi đó. Thấy không? Rồi ổng mới đem giải cho cái ông đó. Mà nếu ông đó giải thoát được thì ông đó cũng đâu có dùng pháp đó nữa đâu. Thì nói như giờ cũng sanh đang mê đó. Thì mấy ông đã ngộ cái pháp đó rồi, ông đâu có mê lại nữa đâu. Thì ông mê lại thì ông ngộ, ông mê lại thôi chứ có gì. Giải thoát là không còn dính đó nữa. Tất nhiên hồi đó giờ ông bị nghiệp rượu nó chói cuốn mình nó như tù rồi, trong tù rồi. Bữa nay tháo ra được thì không lẽ ông đảo vô nữa sao? Ông chơi đá gà, nghiệp. Giải thoát là phải hỏi hiểu giải thoát gì? Cuộc sống chúng ta đi giải thoát nghiệp không à? Chứ có gì đâu. Mà việc làm hằng ngày là do nghiệp. Nghiệp tạo. Tạo nghiệp cũng được. Mà nghiệp tạo tạo nghiệp cũng được là do cái chỗ mình phải hiểu nha. Một là thiện, hai là ác thôi. Mới sống hằng ngày là thiện, nghiệp không hoặc là nghiệp ác không, nó đâu có quyền bí gì đâu. Đó, chúng ta đang làm hành động gì cũng vậy, cũng do nghiệp. Nghiệp là việc làm, tâm nó khởi ra nghiệp đó là thật, khởi ra cái việc làm đặng cho cái thân này đi, nó đi làm mà đúng với sai mình chưa biết thôi. Chứ thật sự ông nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Cái Bồ Tát ta sợ nhân là việc làm của người ta truy đuổi hết rồi, ta ra kết quả được là dạng vị Bồ Tát. Còn chúng sanh ổng cứ khởi lên làm thôi, mai mốt cái hậu quả xấu tới cái ùm muốn chết rồi, khổ rồi,
nó không có quyền bí vậy đó. Còn vị nào mà truy đuổi được thì giảng nó giảng Bồ Tát. Bồ Tát là cũng mình, mà chúng sanh cũng mình vậy thôi. Phật cũng mình, mà ma dương cũng mình, chúng lòng mình không à. Không nói Phật tức tâm, tâm tức Phật là gán hiểu cái đó. Đơn giản, ông nào cũng Phật tánh có hết. Mà nhưng tại vì mê, chỉ mình còn mê nó che ra thôi, nó không nhìn được, thấy thấy cái chỗ sáng thôi, chứ có gì đâu. Đức Phật không nói chúng sanh đều có như ta là hiểu rồi. Phải không? Chứ ta, ông Phật có cũng đầy đủ, mình cũng có đầy đủ. Mà nhưng tại ta không xài. Chứ ông xài cũng giống ông thôi, chứ ông đâu có quyền bí đâu đó. Ông cũng thừa nhận, ông đâu nói tao cao hơn mấy thằng bay đâu hả? Ông cũng nói bình thường. Giống như cái câu mà cái chỉ tâm mà quỷ hay ma tiên. Tiên Phật cũng là nó, thì cũng vô cần đó, là Iran đó. Bởi vì trước khi là cái chữ tâm ta cái gì, địa ngục cũng do tâm làm quấy. Và tất nhiên tâm ta sanh khởi nè, đi quýnh bạn, quýnh lộn, quýnh lạo rồi đó, bị còng chối là cái đó tâm khởi vào địa ngục. Tâm khởi thiên đàng thôi, ta không có chơi, ta ngồi ta tịnh, ta kiếm nước uống, nằm võng rồi, ta nghỉ ngơi, ta qua giờ khắc đó, ta đi làm chuyện thiện nữa cũng có sao. Là giờ thiên đàng tâm mang tao ra. Thì đó là cũng nó đó, thay vì nó đang tạo ra không, cái tâm nó khởi đi quýnh bài thì đi vào địa ngục, mà tâm nó khởi đi từ bi bác ái là thiên đàng, là thiên đàng thế gian. Thì nó khởi mình đi quýnh bài, mình đi theo làm chi? Thì đó là địa ngục. Theo mình đi xuống địa ngục. Hả? Thì đó. Cũng cái tâm nó có một rồi, thì mấy cái đường đó nó không chính đáng, thì mình không đi. Ừ, nó khởi tà chánh đó. Ta biết nó khởi tà chánh là ta không đi. Hiểu cái đó không? Tâm ta khởi thì ta đi. Mà nó có tà và chánh đó. Nó hai đường. Chứ tâm thì có một. Mà nhưng cái có tà và chánh. Nếu tới cảnh giới cao thì không tà không chánh. Nó không còn nghĩ về cái đó đó. Nó như bất động rồi, nó không nghĩ tà chánh gì hết. Nó có hai cái dạng để ta đi phân biệt. Chứ ta ngồi ta không nghĩ gì hết là cũng có sao đâu. Bắt đầu ta nghĩ rồi, hồi chút xíu ta đi chạy xe đi lại điểm đó nữa. Rồi chút xíu nói ta chạy điểm đó, ta chạy điểm đó nữa, vậy thôi. Hoặc nó nói, thôi giờ không đi, nằm đây, ngồi đây. Thì tôi cũng đang mong cầu cho quý vị đồng đạo mình á, nếu biết tu hành phải nhìn lại chính của mình lại, nhìn về trong á, chứ đừng có nhìn qua ngoài nữa, ngoài nó khó lắm, mà đó giờ bấy lâu nay này, nhìn ngoài không bao giờ đạt. Thầy cũng khuyên cái chỗ gắn dọn bề trong, chứ thầy cũng đâu có nói dọn bề ngoài đâu, mà nhưng ta gắn kiểm lại bề trong hoài nó hằng ngày hằng giờ là nó mới mau được. Chứ còn nếu mà ta chạy ra ngoài thì nó lâu, mà có thể đi ra ngoài chơi dơ ngoài biển luôn á. Thì ngoài á, nó không bến bờ. Cái gì trong lòng của ta nó cũng có sẵn hết trơn á. Tốt xấu gì trong nó có hết trơn, thì ta lọc lừa ra ta xài thôi. Ta sống ngay chỗ hiện tại này đó. Chị cũng kể những bà con nhiều ha. Dạ. Cũng chào bà con phải không ạ? Kết thúc cái đề ông cũng phải là... bà con nhớ dáng niệm Phật tu hành nó mới là cao. Thế bác vô.